bóng đá hôm nay ngày 23 tháng 6, Brazil thắng Thụy Điển. Neymar nổi loạn. MU chốt xong vụ Wan Bissaka. Cục diện bảng A đã ngã ngũ sau 2 trận đêm qua. Ở trận đấu tâm điểm, Brazil đã đánh bại Peru với 5 bàn không gỡ. Đội chủ nhà đã thi đấu lấn lướt và tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Tất cả các chỉ số của Brazil đều cao hơn Venezuela, đặc biệt là ở tỷ lệ kiểm soát bóng 66% và 34% và số lần dứt điểm 17-6. Những người lập công cho Sele cao gồm có Casemiro, Roberto Firmino, Everton, Dani Alves và Willian. Brazil thậm chí đã có thể thắng đậm hơn nếu như Gabriel Jesus thực hiện thành công quả penalty ở cuối trận. Ở một diễn biến khác, Venezuela đã đánh bại Bolivia với tỷ số 3-1. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi Venezuela vốn là đội được đánh giá cao hơn. Với kết quả trên, Brazil và Venezuela là hai đội giành vé vào tứ kết ở bảng A. Cơ hội cho Peru đi tiếp vẫn còn khi họ có thể là một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Barca rút khỏi cuộc đua giành The League. Theo tờ Marca, đương kim vô địch La Liga Barca được cho là đã rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của trung vệ mắt thị De Ligt bên phía Ajax. Với việc giá của sao trẻ người Hà Lan đang tăng chóng mặt vì được nhiều đội bóng lớn quan tâm, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ ngốn của Barca 200 triệu euro trong thương vụ này, bao gồm 75 triệu euro phí chuyển nhượng, tiền lương và các loại phụ phí kèm theo. Barca không muốn luống quá sâu vào cuộc đấu giá dành cho De Ligt. Họ sẽ chấp nhận để các đối thủ giành chiến thắng trong thương vụ này và để dành tiền đầu tư vào các vị trí khác trong mùa hè. Học cốt 3, Neymar nổi loạn để được ra đi. Cách đây không lâu có tin đồn nói rằng tiền vệ cao cốt 3 đang đình công để được sang Juventus. Giờ đây, truyền thông Pháp nói rằng Neymar cũng đang làm điều tương tự để ép PSG phải bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Tiền đạo người Brazil đã công khai ý định muốn ra đi và đã thông báo với ban quản trị PSG. Tuy nhiên, PSG đáp trả rằng họ sẽ không bán anh trong mùa hè này và điều đó đã dẫn đến hành động nổi loạn của Neymar. Nguyện vọng của Neymar là được trở lại Barca. Mối quan hệ của anh với ngôi sao Lionel Messi chính là yếu tố chính khiến cầu thủ người Brazil muốn trở lại Camp Nou. MU đã chốt xong vụ Wan Bissaka. Một nguồn tin thân cận của MU nói với tờ Daily Mail rằng Quỷ Đỏ đã hoàn tất bản hợp đồng dành cho hậu vệ phải của Crystal Palace. Bissaka. Theo đó, ban quản trị MU đã có buổi đàm phán với đội chủ sân Selhurst Park hôm qua mà mọi chuyện diễn ra rất tích cực. Wan Bissaka sẽ tới MU với giá 42,5 triệu bảng trả trước và các khoản phụ phí trả sau tùy theo phong độ và thành tích của anh. Trước đó, Palace đã định giá 60 triệu bảng cho sao trẻ 21 tuổi này. Wan Bissaka được MU nhắm tới để thay thế cho đội trưởng Antonio Valencia. Anh được coi là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng lại câu lạc bộ của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Ngay sau khi hoàn tất thương vụ này, MU sẽ chuyển trọng tâm sang các mục tiêu khác. Họ đang tìm kiếm một tiền vệ để thay thế cho Paul Pogba trong trường hợp anh ra đi và cả một trung vệ. Liverpool hết giá không tưởng cho mang. Trước tin đồn tiền đạo Sadio Mane đang được Real Madrid quan tâm, Liverpool đã nghĩ ra cách để bảo vệ ngôi sao của họ khỏi sự dòm ngó của cành trắng. Cụ thể theo tờ John Balong, Jacob tuyên bố sẵn sàng để Mane ra đi nếu Real trồng đủ 180 triệu euro lên bàn đàm phán. Về phía Real, chủ tịch Florentino Perez chỉ muốn trả 65 triệu euro cộng thêm tiền vệ Isco để đổi lấy ngôi sao Liverpool. Do vậy, yêu cầu trên của Liverpool khả năng cao sẽ khiến đội chủ sân Bernabeu chùn bước. Mang vừa trải qua một mùa giải 2018-05-2019 rực rỡ cùng Liverpool. Anh đã ghi được 26 bàn và có 5 pha kiến tạo sau 50 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nhờ vậy, giá trị của anh đã tăng vọt.